hôm nay là rất là bất ngờ. Hôm bữa trước bác Ngọc đã có nhắc nhở là sắp sửa tới ngày sinh nhật mà bác là cái người nhớ đầu tiên. Tôi không có thói quen làm sinh nhật cũng cho cá nhân tôi, cũng như lại càng không có thói quen làm sinh nhật cho chương trình Poposan TV. Thành ra là hôm nay cũng như mọi khi tới đây khoảng gần 11 giờ thì vừa mới vô parking thì anh Trung gọi nói là có bác Ngọc mang cái bánh tới mừng sinh nhật. Thành ra là tôi mới nhớ ra là phải chạy gấp vô kịp mà may cái lúc bác Ngọc vừa mới mở cái bánh. Kính thưa Phố Quân Sa TV, kính thưa tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, truyền thông báo chí đối tôi rất quan trọng. Tại vì nhất là những truyền thông phổ biến những tin tức thật là trung thực xảy ra không những khắp nơi trên thế giới mà trong cộng đồng. Do đó nhờ truyền thông mà tôi biết tất cả những tin tức về sự thật và làm giàu kiến thức của tôi. Cho nên bổn phận của một thính giả, độc giả, khán giả là phải nhớ ơn những người đã hy sinh thời gian làm việc đó cho mình. Cho nên hôm nay nhân dịp gần 2 năm sinh nhật của Phố Bonsai TV, tôi làm cái ảnh này là lúc đó, là 1 giờ đêm. Cho nên là số người vào xem là 10 triệu 820 ngàn 879 view. Nhưng mà vừa sáng nay thì cái số nó lại lên là 10 triệu 986 ngàn 106 view. Cho nên tôi update cái không kịp, chỉ có trên cái bánh, còn những cái hình thì phải rửa mất thời gian không làm được. Cho nên nhưng cái ngày birthday để tỏ lòng cảm ơn của một thính giả, khán giả Phố Hình Sa TV, tôi có cái bánh sinh nhật để chúc cho Vũ Hoàng Lân, giám đốc cái chương trình Phố Hình Sa TV, được nhiều sức khỏe và trong tương lai sẽ cho người dân, người thính giả, khán giả, độc giả chúng tôi xem thật nhiều những phóng sự trung thực xảy ra trong cộng đồng, bất cứ phiền diện gì, kể cả bên Việt Nam, để chúng tôi biết thật sự cái tình trạng của ở đây như thế nào và tình trạng khắp nơi trên thế giới Việt Nam thế nào. Tôi xin cảm ơn, không biết gì hết, mong các bạn trẻ có gửi vào cái comment để mà chúc Bonsai TV nên sử dụng tiếng Việt trong sáng để đó là một cách bảo vệ danh dự dân tộc Việt Nam. Tôi xin hết và cảm ơn Phố Bonsai TV như các bạn trẻ lắng nghe cái tâm tình của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Nhân ngày sinh nhật của Bonsai TV thì tôi cũng tình cờ được có mặt ở đây. Tôi chụp xin có lời góp cái lời chúc cùng với bác Ngọc là Bonsai TV sẽ được phát triển tối đa để phục vụ cộng đồng cũng như phục vụ dân tộc. Còn về đối với anh Vũ Hoàng Lân thì chúng tôi đã có một cái sự quan hệ nó chặt chẽ rồi, thì tôi nghĩ rằng anh Vũ Hoàng Lân cũng thấy ngay cả trái tim tôi là như thế nào. Đấy, và thì qua nhân dịp này thì tôi cũng cảm thấy rất là vui khi thấy anh thực hiện được cái hoạt cái Bonsai TV này, đưa được lên hình ảnh nó rất là trung thực. Đặc biệt là tôi quý nhất là những hình ảnh trong hoạt động thực tế ở Việt Nam, tại vì những hình ảnh đó đã làm cân bằng cái sự thông tin đối với ở hải ngoại. Đó là cái vai trò của truyền thông, đó là hay nhất mà các anh rất là can đảm. Trong vừa rồi tôi thấy rằng cái đoàn của báo chí của quận Cam, trong đó có Bonsai TV, đã đi về Việt Nam và vào tận cứng ngõ ngách và ra tận hải đảo cũng như ở tại Bắc cũng như ở tại Nam để đưa những hình ảnh trung thực đó đến với các kiều bào trong cộng đồng hải ngoại. Và tôi được hàng ngàn cái email cũng nói chuyện về Bonsai TV trong cái website riêng của tôi, thì điều đó chứng tỏ rằng công việc làm báo hình nó rất là hữu hiệu. Bởi vậy mà nó càng khoác lên vai Bonsai TV một cái vai trò nặng nề như thế để mà phục vụ và đòi hỏi sự cố gắng nữa. Thì tôi trong nhân ngày sinh nhật của Bonsai TV, tôi chỉ muốn chúc một cái hai lời, đó là Bonsai TV dám giữ được cái bản lãnh của mình. Tại vì nếu chúng ta thiếu bản lãnh thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả. Chính cái bản lãnh nó là cái dũng khí của ta và nó giúp cho ta làm được những cái điều chân thiện mỹ. Còn nếu không có cái bản lãnh thì chúng ta sẽ bị đuối ở trong cái bể hoạt động của xã hội phức tạp
như ở Mỹ hiện nay, mà chúng ta đã thấy cộng đồng chúng ta đang bị có những cái chèn ép một cách nó thấy rằng nó đáng buồn. Cỡ hơn một năm trước, chắc cỡ đầu tháng 2, tháng 3, tháng 4 nó thì cũng buồn buồn lên YouTube thôi, thì có lẽ cái hệ thống người ta biết được mình thích cái gì nên họ cũng gợi ý là vô cái chương trình này. Thì đọc những cái hồi đó cũng là khớp với cái thời gian Biển Đông, Bình Minh, Cát Cáp này nọ. Thì những cái cuộc hội luận có những cái nhân sĩ như là bác Đông Duy, nhà văn, sử gia Đông Duy và một số người khác, bao gồm cả anh Lân và anh Trường lúc đó cũng có trong cái bàn hội luận, thì mình thấy nó hơi lạ. Ở Hoa Kỳ thì những chuyện đó nó không có gì mới đối với người Mỹ, nhưng mà đối với cộng đồng Việt Nam mình ở đây thì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, cho nên mình rất là quan tâm và thấy thích thú. Nên sau đó rồi coi những cái sự kiện mà truyền thông ở đây như là Voice TV và Việt Berkeley đăng thì mình cũng nghĩ là đây là một cái hai cơ quan truyền thông mà có vẻ cởi mở. Cho nên khi mà thấy những cái thông tin mà họ đưa ra mình không đồng ý, không thích thì mình phản hồi qua những cái lời ý kiến comment trên Forbes TV hoặc là gửi bài viết cho Việt Berkeley, thì đến ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục làm như vậy, thì thấy là cái tinh thần cởi mở đó nó có lợi, và cũng nhìn nhận rằng là cái sự tồn tại của một cái giống loài hơi hiếm như là của Forbes TV và Việt Berkeley cũng không phải là dễ tồn tại ở đây, thì nó cần phải được duy trì, và mình cũng xin được nhìn nhận là nó là một cái vai trò khó khăn trong cái môi trường hết sức là độc hại ở đây, cái môi trường sinh hoạt xã hội rất là độc hại ở đây. Thì một cách cụ thể như là cái hôm việc người Việt họp báo vừa rồi thì mình cũng nhận thấy là mọi người bên trong đó họ hơi cực đoan, thì thấy chịu những cái lời xỉa sói, và mọi người những anh Trường và Lân cũng bình tĩnh, thì mình nghĩ đó là chứng tỏ cũng là bản lĩnh rất là cao, và cũng hy vọng là mọi người chịu khó và có thể mang những cái lợi ích về thông tin truyền thông đến cho cộng đồng ở đây. Thật sự là tôi rất quý mến anh Vũ Hoàng Lân, bởi vì chúng tôi đã có một quá trình làm việc phải gọi là khá lâu năm, từ những năm 97 anh em tôi làm tờ Non Sông bên Tổng hội Sinh viên, cho tới giờ phút này thì chúng tôi đã trưởng thành, và mỗi anh em đều có cái vị thế công việc báo chí. Điều mà tôi quý ở anh Vũ Hoàng Lân là thực tâm một cái người muốn làm cái công việc báo chí. Trong cái thời gian rất khó khăn như thế này, những cái nhân tố để làm báo, nhất là báo chí theo khuynh hướng tự do thì không phải là nhiều, phải gọi là hiếm hoi, và nó lẫn lộn trong nhiều cái vị thế khác nhau. Do đó 2 năm trước khi anh Vũ Hoàng Lân có chủ trương làm ra một tờ, là một cái trang TV mạng, tôi và anh Lê Vũ rất khuyến khích cái vấn đề này. Tại vì chúng ta thấy là hiện nay xu thế đi về phía gọi là TV rất là nhiều, tại vì báo giấy có những cái hạn chế, mà báo mạng thì lại cũng vẫn có những hạn chế, TV mạng thì lại là một cái xu hướng đi rất đúng đắn. Do đó cái việc mà anh Vũ Hoàng Lân lập ra cái phố Sa TV là một cái điều phải gọi là đúng giờ đúng lúc, và chúng ta cũng rất thông cảm cho cái sự giới hạn về nhân sự, về thời gian, về cái hoàn cảnh. Những điều mà phố Sa TV làm được tôi nghĩ rằng phải gọi là một cái sự khích lệ trong cộng đồng của chúng ta. Bằng chứng là những chuyến đi Việt Nam, phố Sa TV luôn luôn có một cái vị thế quan trọng đối với lại cái những cái viên chức ở trong nước, bởi vì họ muốn đưa thông tin ra phía hải ngoại. Anh Vũ Hoàng Lân cũng nỗ lực đưa ra những cái mặt trái trong cộng đồng mà chúng ta muốn gọi là tìm hiểu. Độc giả rất khao khát chuyện đó, không phải ai cũng có thể làm được như là phố Sa TV. Tuy nhiên một cách ngắn gọn thì tôi thấy rằng cái chủ trương gọi là không có gì tabu, tức là cái gì cũng có thể nói được, đây là một cái con đường rất dài, do đó phải đấu tranh về nhiều thứ, cái sự quan hệ xung quanh để đi tới cái gọi là cái chủ trương một cách gần như tuyệt đối như vậy là không có thể làm được đâu, nếu chúng ta không có cái sự bản lãnh, không có cái quyết tâm. Do đó là tôi cầu chúc cho Phố Quân Sa TV cứ tiếp tục đi cái con đường gian khó của mình, và tôi mong rằng với những cái cố gắng và những cái sự gọi là nỗ lực tối đa của Vũ Hoàng Lân, hy vọng rằng trong tương lai chúng ta vẫn tiếp tục có được cái sự lớn mạnh của phố Quân Sa TV, hàng triệu triệu người khán giả sẽ vào xem, và đây là một cái điều đáng mừng cho cộng đồng của chúng ta. Thì thứ nhất là cũng chúc mừng cho anh Lân đã có thể chưa phá sản
tức là vẫn đi được 2 năm và vẫn còn thanh thang. Đó là cái lời chúc mừng của tôi với lại Phố Bonsai TV. Tuy nhiên tôi với anh Lân thì cũng có những cái thách thức nhau nhiều lắm. Thì cái mà tôi chỉ cái lời chúc mừng của tôi là thách anh Lân trong vòng 1 năm nữa mỗi một cái clip đạt được 1 triệu hit. Thì lúc đó anh em mình nói chuyện tiếp. Đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi hy vọng là cái chủ trương tabu của anh đó nó sẽ áp dụng cho mọi nơi, mọi chỗ, kể cả Phố Bonsai TV của anh luôn. Đúng không? Nhưng mà có ngày nào tôi sẽ đặt câu hỏi về Phố Bonsai TV của anh về vấn đề tabu. Chúc mừng cho Phố Bonsai TV. Chào các bạn Phố Bonsai TV.com. Nhân ngày lễ sinh nhật 2 năm của các bạn thì tôi xin chia sẻ sự nhận thức của tôi. Tôi thấy bạn Lân đây là những người có ý chí rất là sáng suốt, cứng rắn trong độc lập để mà làm truyền thông. Thì đó là những cái giá trị và bản chất. Tôi mong rằng các bạn luôn luôn có thêm sức mạnh và cứng rắn và tiếp tục giữ vững lập trường độc lập để mà làm truyền thông cho nó xứng đáng để mà phục vụ cộng đồng và quốc gia của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Trước nhất là chúc mừng cái nhà phố Bonsai TV đã hiện diện trong cái sinh hoạt truyền thông ở Orange County được 2 năm. Cái thứ hai, đối với cá nhân tôi thì những sự hiện diện của những thế hệ truyền thông độc lập và đa chiều như vậy rất là cần thiết. Cũng như bên cạnh đó có những cái tờ báo mạng hay cái tờ báo giấy như Weekly hay KBC Hải Ngoại hay là cái tờ báo mạng mới nhất đã cùng đồng hành với tất cả các cơ quan nói trên như là VMA của Paul Trung Đỗ. Thì đối với tôi trong trường hợp này rất là cần thiết cho một cái mô hình sinh hoạt đa dạng, tự do, đa chiều, rất là cần thiết. Riêng cộng đồng người Việt tại Orange County, nói riêng và nói chung, tức là cái sinh hoạt của người Việt ở hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của phố Bonsai TV có những đóng góp rất nhiều. Thứ nhất là đóng góp cho người ta thấy được những cái khía cạnh mà trước đây người ta chưa có dịp nhìn thấy hoặc là bị bưng bít. Chẳng hạn, đành rằng bên cạnh đó có những cái ý kiến ngược lại đối với cái vai trò của phố Bonsai TV, như đó là cũng chỉ là ý kiến của một nhóm nhỏ thôi. Tôi nghĩ rằng nên tiếp tục cái vai trò này. Nguyện vọng của tôi là càng có nhiều phố Bonsai TV ở hải ngoại càng tốt. Và trước hết là chúng tôi chúc mừng phố Bonsai TV đã qua được những cái giai đoạn gọi là khó khăn ban đầu, vạn sự khởi đầu nan, và ngày hôm nay đã được 2 năm. Và tôi tin chắc rằng trong phố Bonsai TV trong những ngày thời gian tới sẽ được rất nhiều thành công nữa. Vâng, tục ngữ có một câu rằng là một tấm hình nó nói lên tất cả những cái sự thật, mà những cái tấm hình mà linh động giống như là những cái video của phố Bonsai TV, tôi nghĩ rằng đó là những cái hình ảnh rất cần thiết. Và chính sau này ngay cả cái tờ báo Người Việt nên là chỉ là một cái báo tin thôi, báo giấy, sau khi lên online họ cũng chỉ là cái bản tin, nhưng mà sau này chính họ cũng phải làm những cái video. Thì đó là những cái điều rất là quan trọng mà tôi rất mừng là cộng đồng chúng ta đã có những cái báo giấy, tôi gọi là báo giấy, báo mạng, báo hình, và bây giờ đó thì là có phố Bonsai TV, mà lại một cái là cái hình ảnh của phố Bonsai TV đã đi bằng tất cả mọi khía cạnh, cái chiều ngang, chiều dọc, chiều thẳng của cái cộng đồng của chúng ta. Thì anh, tôi có thể lấy ngay một cái bệnh hình ảnh để chứng minh là trong tuần vừa rồi, trong cái đám ma của em Lê Anh Khoa, chúng tôi xin lỗi gia đình và cũng xin chia buồn. Thì tôi đã thấy một cái phỏng vấn giữa anh và ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là người đã từng tẩy chay phố Bonsai TV, và bây giờ ông vẫn phải trở lại để mà có cuộc phỏng vấn với phố Bonsai TV, nhận lời phỏng vấn, là lý do là tại vì ông biết là cái sự quan trọng của cái thông tin, và phố Bonsai TV đã gửi được thông điệp lên tất cả các đồng bào Việt Nam từ trong nước ra tới ngoài nước. Thôi, những cái ưu điểm mà phố Bonsai TV tôi thấy rằng là thứ nhất rằng những cái mà những người khác không làm được, nó thí dụ như là cái vấn đề mà đi đảo Trường Sa mới đây nhất đó. Và lẽ như trước đảo Trường Sa thì cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà cái vấn đề Trường Sa đó là một cái điểm mà tôi thấy là rất ưu điểm, bởi vì đó là những cái bài của chúng tôi viết
hoặc là những cái hình mà chúng tôi chụp nó cũng không bằng những cái video mà phố Bonsa TV đã thâu lượm được. Và sau khi đó anh đưa những cái video clip lên, những cái clip rất là quan trọng mà cần phải có ở trong một cái cuốn phim và đã gửi được cái thông điệp, thì tôi thấy rằng đó là cái điều quan trọng. Còn ở ngay ngày hải ngoại cũng vậy, có những cái video clip tôi bảo đảm là quý vị không thể tìm ra được bất cứ một cái cơ quan truyền hình nào của Việt Nam tại ở quận Cam mà phố Bonsa TV có được. Lẽ dĩ nhiên là có những cái trùng hợp, nhưng mà những cái mà phố Bonsa có thì những người khác không có và kiếm ra không được nữa. Và thêm cuối cùng nữa là chưa chắc là dám chiếu nữa, thưa anh. Tôi chỉ mong muốn được rằng là một người bạn đồng hành với phố Bonsa TV trong tất cả các cái sinh hoạt về truyền thông. Chúng tôi hy vọng rằng trong những bước chân của KBC Hải Ngoại sẽ có mặt ở phố Bonsa TV và những nơi mà chúng tôi đi, mặc dù có những cái chuyện mà cái chủ trương đường lối của phố Bonsa TV khác với lại đường lối chủ trương của KBC Hải Ngoại, nhưng mà chúng tôi luôn luôn có một cái điểm chung là chúng tôi tôn trọng sự thật và chúng tôi chiếu lên những cái sự thật. Ông là người xuất hiện trong cái clip đầu tiên của chương trình phố Bonsa TV từ 2 năm trước. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập chương trình phố Bonsa TV. Ông có điều gì để chia sẻ? Trước hết là anh mà ăn một cái bánh sinh nhật của phố Bonsa TV làm cho tôi vui lắm. Và tôi xin có cái ý kiến tuyệt vời như sau. Cảm ơn sự soi sáng của một cái đấng thiêng liêng đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cái thế giới truyền thông của người Việt này quá nghèo nàn trong tư tưởng, không có nói được những sự thật về đời sống của con người, về tin tức, về quê hương, tổ quốc Việt Nam, cũng như cái cộng đồng lẩm cẩm ở đây. Cho nên phố Bonsa TV ra đời để cho chúng ta nhìn vào sự thật. Và loài người, chúng ta sống bằng chân thiện mỹ. Cái phố Bonsa TV cho chúng ta cái chi tiết đó, những tin tức có thật, những tin tức thực sự xảy ra trong cộng đồng Việt Nam và quê hương tổ quốc Việt Nam. Như thế quý vị rất là may mắn trong cái thời buổi này, cái chương trình phố Bonsa TV cho chúng ta niềm vui, tình yêu và bình an để cho đời sống của con người Việt Nam của chúng ta học hỏi và khám phá được sống bằng sự thật sẽ làm cho đời sống của chúng ta thành công và tâm hồn chúng ta được thoải mái và bình an. Dĩ nhiên là với sự soi sáng của một cái đấng thiêng liêng, với người chủ website phố Bonsa TV thì làm ơn có những sáng kiến sáng tạo ra những cái tin tức hay là những cái hình ảnh hay là những sự kiện để cho người Việt một khi xem hình ảnh, một khi nghe những tư tưởng trong phố Bonsa, người ta cảm thấy chương trình này cho người ta một bài học, một lý tưởng, một tư tưởng mới lạ để cuộc sống trở nên thành giàu có. Vì thế tôi có một mơ ước là những tin tức, những hình ảnh trong những ngày tháng kế tiếp và cho người ta những cái đặc ân, những nguồn tư tưởng mới lạ và những nụ cười làm cho cái chương trình truyền thông trở thành đúng là một chương trình truyền thông có tư tưởng, có sự giàu có trong đó. Tôi xin phép để nói một cái định luật của loài người. Loài người ai cũng mơ ước được tình yêu muôn đời, niềm vui muôn đời và bình an. Thế thì khi mà nghe những cái tin tức về mà phố Bonsa TV cống hiến cho chúng ta, tôi nghĩ rằng quý ngài, quý vị cho người khán giả và thính giả nghe được những chi tiết, những tin tức, những thông tin làm cho cuộc sống người ta thêm vào cuộc sống người ta niềm vui, tình yêu và sự bình an tâm hồn.